thế kỷ 21 ai ai cũng buồn lạ thế, như là một lũ zombie vô hồn. Sao thức giấc tôi đi trên đường và thấy những khuôn mặt đó dài nghêu, họ bịt kín từ chân lên đầu và chẳng ai thèm nhìn nhau dù một giây. Tôi lướt qua biết bao nhiêu người mà chẳng có ai thèm hé nụ cười, và thân xác họ cứ hao gầy gặm nhấm nỗi buồn ngày nay ngày nay. Thế kỷ 21 ai ai cũng buồn lạ thế, bên kia bàn và tiếp theo sau là tiếng thở than một cô gái vừa mới xa nhà và thằng bé theo đi người cha. Trên phố kia có hai ông bà và một đứa con trai giờ đã lìa xa, họ tìm thấy cậu ta bên đường cùng một chiếc xi lanh còn vương mùi máu. Thế kỷ 21 ai ai cũng buồn lạ thế, như là một lũ zombie vô hồn. Còn có